Ok, hello anh em, chào đẹp đến với video tiếp theo của mình. Thì hôm nay mình cái xăng ở dưới nước gặp quá rồi, cái xăng mà đạt chuẩn đi pha ở dưới đó. Bây giờ tôi đã xăng 2, xăng này cũng đạt chuẩn đi pha luôn. Nhưng mà xăng xăng đan, xăng bê tông, ra mình trời mới trời mưa nên nó hơi trơn trơn xíu. Thì ở đây chia ra ba đội, ở đó hai đội đang đá rồi đó. Nó đang đá tại vì nó hai nó u sùm nhất thì nó đá trước, còn ở đây tôi 4 người, có 2 người. Còn tôi với thằng Tamaga đó là 4 người là một đội. Một thằng chụp, ba thằng đá. Đó. Thằng đá, thằng này ở vậy. Cái lực ở đây dễ lắm. Đá trúng tường. Đá trúng tường là nu. Còn đá trên bậc 2, bậc 1, bậc 2, bậc 1, bậc 2. Đây là đây. Nhìn nhắn ba đáo rồi, để bay mình kéo rồi. Bậc 1, bậc 2, đá vậy là đá sàn nha, đá bổng vô nha. Nè, cái này là cái quân. Quân. Bậc 1, bậc 1, bậc 2 là vô. Bậc 1, bậc 2 là vô. Còn ở bên đó thì cũng bậc 1, bậc 2 luôn. Ở đó thấy không? Đó là cầu hang đó. Chết này. Đội nào mà bị đá thua á, lại ra tới cái đội mình. Mà nãy giờ nó đá cái tiếng hồ nó chưa ra. Trời ơi. Sáng ngày đạp chữ FIFA luôn. FIFA chưa công nhận cái này có công nghệ thoát nước. Còn thiếu công nghệ qua. Còn thiếu công nghệ qua đó không? Đó. Đó hai đội đó, bên đó là áo vàng áo xanh chí anh ở chằng mập hai cái vú tực đó. Đó gì đó, thông cảm anh em ơi, xăng quần quê cũng đó, quần quê thì mình chơi vậy đó. Thì hai đội đó trước đây là tranh cúp giải cúp gì, cúp số một, cúp nhà vua, cúp nhà vua Tây Ban Nha. Đội áo lộn xộn hết trơn thấy không, đó chi bồ đó, đó. Thằng quân trang, thằng áo xanh với anh ở trần là một đội với thằng Thủ Môn. Còn ở đây thì Roberto Calóc với Lê Công Vinh với thằng đầu quán thằng áo đỏ đó. Với nhỏ này, đó một đội, còn đây còn 4 tuổi. Ok. Đó. Ok, giờ xem tụi nó đá nha. Ok. Ok, trận đấu bắt đầu. Trời, Lê Công Vinh với anh và ghét và Barcelona. Đội lộn xộn. Vinh đang dẫn bóng. Anh ta làm gì đây? Xuân. Trời ơi, sang Martin. Sang Martin. Cái này mà có chạy Martin thì thôi thầy. Ơi, một cú sút xa của ai ta? Dimitri Payet. Kệ cái thằng kìa. Cái thằng là xăng là đạt chuẩn FIFA kìa anh em. Sút. Trời ơi. Trời. Sang Martin. Messi. Rồi ba kèm bắn. Bỏ cái cậu. Gãy cây của người ta ông nội. Tăng này đạt chuẩn FIFA, có cây trồng cây luôn nha. Đó. Tăng này whip nhất ở app tôi. Tăng này là nổi tiếng trên TikTok mấy ông anh. Tại clip chị view của tôi không đó. Bỏ xuống rồi. Đó. Nè, Thủ Môn phát bóng lên. Áo đỏ. Làm được không? Messi sút. Không vào. Trời, đá dép là ông tính nha anh em ơi. Ngã dép là ông tính. Chừng nào vô trong đây mới tính nè, vô trong cái trong cái đôi dép với cái bực đó là mới tính. Còn đá đụng tượng á là nu, thấy không? Lực mu, thấy không? Lực mu. Lực cái đây là vậy đó, lực bóng đá vùng quê, quần quê. Con chơi lực gần không anh em ơi? Lực gần không à. Anh có cảm nghĩ gì về cái sân này? Hôm qua té cái muốn đột quỵ. Hôm qua trời mưa té cái một trời. Trời ơi, sân này. Coi ca ca nè. Sân trơn lắm. Anh em thông cảm, không có sân này để đá mình. Té mở luôn mà. Quay cái sân này. Mày té thì cái tướng mày té cho nó bớt ôm bớt. Ôi ơi. Hai cái đội đá nãy giờ cái tiếng đồng hồ, hai cái đội này trời ơi, vậy nói đội đá hay nhất anh. Hồi nãy giờ cả hai đội đá cỡ 4 tiếng đồng hồ chưa ra anh em ơi. Tôi bình luận tới tôi khô cổ họng luôn chưa ra. Tôi cho nãy nó bình luận luôn. Đó, làm được không? Vô không? Vô không? Nãy nó đúng hả? Bể luôn, bể trong tay. Vô không? Vô không? Vô không? Vô rồi. Trời ơi, vô hả? Vô tới đội mình, tới đội mình. Vô. Vô. Chờ tới đội thằng gầm nha các bạn. Tính nè. Chưa, không mày lùi chứ. Áo số đỏ. Số đỏ. Áo số đỏ. Số đỏ. Được rồi. Chờ quá anh em ơi.
Xe cầu bảy suốt. Trời ơi không vào. Tới bãi luôn. Rồi. Lắm. Lát nhán luôn à. Tony Cot. Tony Cot. Không vào. Hả à, suốt quá đẹp. Áo xanh. Đâu rồi? Rồi. Ừ, hay quá. Đâu quán. Này đá hàng kịp ba tên nữa. Thượng gồm. Vẫn là thượng gồm. Làm gì đây? Rồi anh ấy đã bị mất bạch. Ê, bánh bên em hả? Ờ, bánh đâu, bánh bên em hả? Lần gần ra động cân anh đâu. Đồ quay đá đắt vợ. Tony Cốt. Tony Cốt. Làm gì đây? Thượng gồm. Mày chỉ hờ mà đi. Quá đẹp nhưng anh ấy đã bỏ lỡ. Hay chưa? Thấy chưa? Coi kìa. Coi kìa 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 kìa. Kìa. Kim Ba Bé đẻ cổ. Kim Ba Bé. Kim Ba Bé. Kìa 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 coi kìa. Bỏ hát vô lại mày luôn. Wow. Thằng đầu voi. Ronaldo, Ronaldo. 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 Thằng gồm. Dembele, thằng gồm. Kìa kìa kìa. Kìa nhãn giả rồi cười kìa. Làm được không? Nói ra hai đội này mà hay tôi mới đội này mới ăn đội này. Rồi nói đi. Chụp quay chụp rồi chứ. Lên đây, lên đây. Chụp quay chụp nha. Kim Bobe. Quay chưa? Giờ mình quất tiếp à đây bạn. Vô. Má hình ta. Đội tôi mới ăn đội nữa. Mới ăn đội hên á. Chuyện cho nó rồi. Lắm. Ôi trời. Chúng bật. Hên trời. Bãi ơi, chết rồi. Bãi luôn, bãi à, bãi à, bãi à. Rồi má, sao cái lẩu hết vậy? Lên tại, sao lên cho ta em? Bãi miếng mủ luôn rồi. Con, đụng má, đụng nó cũng chết nữa. Tôi có đồng đội sức mạnh tới như thế. Không. Đánh chạy thôi. Hay quá, thằng mập ơi. Rồi, vô. Vô rồi, vô rồi, vô rồi. Vô rồi. Hay quá à. Hay quá à. Vô rồi, vô rồi. Không nghe chữa nó vậy. Vô rồi, vô rồi. Vô rồi, vô rồi. Vô rồi, vô rồi. Vô rồi, vô rồi. Này đá xong rồi mướn tùm lum tùm la luôn, cầu thủ tè le học me luôn. Trời ơi, tôi muốn tập cả. Gì là thằng gồm. Chung kết không? Ai thua chạy 3 vòng. Ai thua chạy 3 vòng sẵn không? Một cái không à? Rồi. Rồi. Nó cũng chết nữa. Cảm ơn chia ra người hiểu không? Ba Gia. Tại em. Công Vinh. Công Vinh đó. Thượng Rôm. Pha chuyền của Thượng Rôm không thành công. Chơi như lắm anh em ơi. Từ từ thôi, té một cái một là không thấy má luôn á.
Thằng gom. Trời ơi. Nhất mắt. Trời ơi, một pha sút một pha sút cái xuyên Nhật ơi. Một pha lộn xộn trước khung thành bên Thượng Gòm. Công Vinh. Té nè, té nè, té nè. Mày. Mày, một pha té của Lê Công Vinh gách quần luôn vậy. Ba da. Ủa luôn. Chết Thượng Gòm, chết Thượng Gòm anh em ơi. Chết Thượng Gòm bị ăn banh rồi. Rồi, rồi, rồi. Thấy người, thấy người. Khang đồ voi có nhiều cầu đá không? Phần kia nó gách quần này. À, Kim Mbe khang đồ voi vô thế. Một pha đá xấu. Một pha đá xấu. Ai bị đá xấu? Thượng Gòm. Chí Phong. Wow. Vẫn là Thượng Gòm. Quách nó luôn. Trời ơi. Ăn nó đó, ve nè. Ba ve. Cú xuống xa. Wow. Nó quá xung hình. Kim Mbe, khang đầu voi. Để quá luôn kìa. Để đi. Nhật mập. Quá hay. Trời ơi, chết khang đầu voi luôn rồi. Đập vào. Cho đánh người đập bóng đâu. Sao sao đổi bên kia sao? Quá mềm. Lưng cơm. Rồi mày xỉu luôn hả? Lạ dữ quá. Quá người lấy tay vậy. Rồi nè, phóng nhất cái đội thua nè. Hả? Đi kì. Rồi kìa, ai đội thua kìa, miễn bạn kìa, chạy tới khung chơi kìa. Chạy tới không cơ gà ai bị bắt à? Kim Bắp Te, Chí Nghĩa. Sao anh giao chạy rồi mà sao anh để đội bóng anh thua như vậy? Đội bóng kia ăn gian quá, chơi lắng ngợi bóng ôm lại rồi chơi như là taekwondo, đá banh như taekwondo. Sao? Hồi nãy bàn thắng ghi bàn như sao bộ? Quá dễ à? Chỉ qua là sút vô thôi phải không? Chỉ cần đại là sút là vô thôi đó. Nè bị phạt rồi. Phạt rồi nè. Chạy tới công cư. Thôi giờ. Ca tiên đảo nè. Thiếu đây. Thiếu đây mày cho thiếu. Giờ bữa nữa hả? Thiếu không? Cho thiếu không một. Lỡ này thiếu đi ngày mai chạy 6 vòng. Tiếp đây đến đây kết thúc nè. Nếu mà đẹp thêm hay nhớ like và subscribe. Ok. Tạm biệt. Bấm cái chuông. Tại đây không bấm được.